Hậu công khai chuyện tình yêu, Song Jong-ki hết hứng đá, lại bị so sánh với đàn em. Song Jong-ki và Lee Jong-suk bất ngờ bị đem ra so sánh vì công khai hẹn hò cùng một thời điểm. Thời gian gần đây, Vbiz liên tiếp đón nhận tin hẹn hò của hai sao nam điển trai nổi tiếng là Song Jong-ki và Lee Jong-suk. Do công khai cùng một thời điểm nên không thể tránh việc chuyện tình của hai nam diễn viên bị đem ra so sánh. Nhiều người cho rằng nếu xét theo mức độ ồn ào thì có vẻ như Song Jong-ki và bạn gái người Anh vẫn lấn lướt, cặp đôi Lee Jong-suk, yêu. Danh tính bạn gái của Song Jong-ki quả thật quá bất ngờ, nằm ngoài dự đoán trước đó của người hâm mộ. Khi nhận giải Daejeon năm 2021, Song Jong-ki từng công khai nhắc đến bạn gái trong bài phát biểu của mình với cách gọi Mi Yeo-kei-chi, nhưng không một ai chú ý. Bên cạnh đó, một lượng lớn anti-fan cho rằng nam diễn viên đã lên kế hoạch công khai chuyện hẹn hò trùng với thời điểm ra mắt bộ phim The Glory của vợ cũ Song Hye-kyo, cố tình giành sự chú ý của công chúng. Sau tin hẹn hò, bạn gái của Song Jong-ki bị netizen đào lại toàn bộ quá trình sự nghiệp, đời tư và vướng phải loạt lùm xùm không hay. Ngược lại, chuyện tình cảm của Lee Jong-suk và Yoo lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi nam diễn viên nhắc đến người đặc biệt trong bài phát biểu nhận giải Daejeon MBC Drama Award 2022, Dispatch đã công khai tin hẹn hò của Lee Jong-suk, Yoo vào sáng hôm sau. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả vì quá đẹp đôi, đời tư sạch sẽ và sự nghiệp vững chắc.